Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với số Q&A và đây là thứ 6. Với số Q&A lần này thì chúng ta đã nhận được khá là nhiều những câu hỏi rất là hài hước đến từ các bạn. Và chi tiết như thế nào thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu video lần này nhé. Bắt đầu video. Đến với câu hỏi đầu tiên ở trong số Q&A lần này, đó chính là tại sao cấu hình laptop của em bằng với cấu hình PC của thằng bạn nhưng khi chơi game thì FPS của nó lại cao hơn của em? Với câu hỏi lần này thì nó sẽ rơi vào hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó chính là airflow ở trong máy khi mà chúng ta chơi. Với cấu hình ở trên PC, nếu như nó bằng với cấu hình ở laptop nhưng với PC thì các bạn sẽ có một cái không gian rộng rãi hơn cho các linh kiện của nó có thể là hoạt động một cách tối đa nhất, và kèm theo đó là cái không gian của nó rộng rãi như vậy thì các bạn sẽ có thể trang bị thêm rất là nhiều những quạt tản nhiệt. Với rất nhiều những quạt tản nhiệt như vậy thì cái airflow ở trong cái thùng máy của chúng ta nó sẽ trở nên mát mẻ và thông thoáng hơn. Và khi mà các bạn chơi game á, nhiệt độ của CPU và GPU nó sẽ duy trì được một mức ổn định, nên là FPS của nó sẽ được bung xõa hơn rất là nhiều. Còn đối với laptop, tuy là cấu hình của nó bằng với PC nhưng mà kết cấu của laptop các bạn sẽ không thể nào mà gắn quá nhiều những quạt tản nhiệt vào được. Nếu như chúng ta gắn quạt tản nhiệt được tối đa đâu đó thì nó sẽ chỉ ở mức là 4 quạt tản nhiệt thôi. Nhưng mà với 4 quạt tản nhiệt này thì nó sẽ rất là tù và rất là bí, và kèm theo đó là chúng ta sẽ khó mà thông thoáng trong quá trình mà các bạn chơi game được. Nên thành ra cái lượng FPS nó trả ra nó sẽ không bằng so với là lượng FPS khi mà các bạn chơi game ở trên PC. Còn đối với trường hợp thứ hai, đó chính là về lượng điện tiêu thụ. Với PC thì nó sẽ sử dụng điện trực tiếp đến từ cái nguồn điện luôn. Còn đối với laptop thì các bạn sẽ sử dụng nguồn điện thông qua một cái sạc. Và nếu như mà thông qua sạc như vậy thì nhà sản xuất họ đã tinh chỉnh những cái lượng điện để vào trong những cái linh kiện rồi. Thì về nguyên tắc, nếu như mà linh kiện nào tiêu thụ điện nhiều hơn thì nó sẽ cho ra cái hiệu năng mạnh hơn. Mặc dù là cả hai cái phần PC và laptop của chúng ta có cùng cái cấu hình các bạn nha. Đến với câu hỏi số 2, anh ơi, chúng ta có nên lên Win 11 ở thời điểm hiện tại hay không? Thì với câu hỏi lần này thì mình nghĩ là chúng ta chưa nên lên Win 11 các bạn nha. Bởi vì nếu như mà các bạn lên Win 11 ở thời điểm hiện tại, các bạn sử dụng những cái tác vụ thông thường, các bạn lướt web thôi, thì chúng ta nên lên. Bởi vì nó sẽ có rất là nhiều những cái chức năng mới như là sử dụng đa cửa sổ nè, hay là cái phần đa nhiệm chúng ta sẽ sử dụng dễ dàng hơn. Hoặc là các bạn sẽ có một cái thanh taskbar ở phía giữa màn hình nhìn rất là trực quan. Nhưng mà tại sao mình lại nói không nên lên? Bởi vì ở thời điểm hiện tại có một số ứng dụng nó vẫn chưa được tối ưu lắm cho Win 11. Nếu như các bạn sử dụng Win 10 á, thì nó sẽ sử dụng rất là trơn tru, bởi vì nó đã có một khoảng thời gian để mà nó tối ưu ứng dụng rồi. Còn đối với Win 11 thì nó mới được ra mắt cách đây cũng không lâu đâu, khoảng hơn một năm mấy thôi. Thì với một cái khoảng thời gian như vậy thì các nhà phát hành những cái ứng dụng đó vẫn chưa tối ưu một cách tối đa nhất dành cho ứng dụng đó chạy trên Win 11. Nên thành ra một số ứng dụng các bạn sử dụng thì nó vẫn xảy ra một số tình trạng, ví dụ như là giật lag. Cá nhân mình thì mình hay sử dụng Adobe Premiere đi. Thì với một cái phần mềm dựng phim như thế này, khi mà chúng ta sử dụng bình thường thì nó sẽ ít xảy ra những cái tình trạng giật lag. Nhưng khi mà các bạn bỏ vào trong sequence thì đôi lúc mình gặp phải cái tình trạng đó chính là nó bị giật và nó đứng máy luôn. Thành ra lời khuyên của mình dành cho các bạn là chúng ta đừng nên lên Win 11 nếu như các bạn làm những cái phần mềm đặc thù nha. Còn đối với các bạn muốn trải nghiệm thì các bạn cứ check cái phần cấu hình của chúng ta có đạt để có thể là lên được Win 11 hay không. Nếu như mà nó đạt những cái tiêu chuẩn đấy thì các bạn cứ lên, chúng ta trải nghiệm bình thường thôi, không có vấn đề gì hết. Đến với câu hỏi số 3, màn hình gaming có làm đồ họa được không anh? Em hỏi giùm thằng bạn chơi game bị liệt của em. Cái ông này nè, ác ghê á. Nhưng mà với câu hỏi lần này á, thì mình xin trả lời bạn như sau. Với màn hình gaming thì nếu như mà các bạn lựa chọn những cái màn hình gaming nó đạt được những cái độ chuẩn màu cao thì các bạn vẫn có thể làm đồ họa được nha. Và với những cái độ chuẩn màu này thì chúng ta sẽ được tính bằng những cái đơn vị sau. Ví dụ như là phần trăm sRGB nè, phần trăm Adobe RGB, phần trăm của DCI-P3 và cuối cùng đó chính là chỉ số Delta E. Với những cái chỉ số này thì các bạn cần phải xem xét là nó có đạt được những cái chuẩn để mà chúng ta làm đồ họa hay không. Đầu tiên đó chính là tối thiểu nhất nha, thì nó phải đạt được trên 100% sRGB. Còn đối với DCI-P3 thì nó sẽ phải đạt được hơn 80% DCI-P3 thì nó mới có thể đạt tiêu chuẩn là chúng ta làm đồ họa tốt được. Còn nếu như mà các bạn muốn chuẩn màu 100% luôn thì chúng ta sẽ đến với những cái chỉ số tiếp theo, đó chính là Delta E. Delta E của những cái màn hình làm đồ họa thì các bạn sẽ có cái độ chuẩn màu Delta E, đó chính là bé hơn 2. Bởi vì nếu như độ chuẩn màu càng cao
thì cái delta E này nó sẽ càng thấp, ví dụ như là 1.1, 1.2, 1.3 thì đây sẽ là những cái màn hình rất là chuẩn để cho các bạn có thể làm đồ họa tốt. Và đó chính là những câu hỏi xuất hiện ở trong số Q&A lần này. Còn các bạn có những câu hỏi gì thắc mắc thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới phần comment nha. Và đừng quên là để lại cho tụi mình một like và một subscribe nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.